đây là đơn hàng của bạn My. Bạn là có Facebook là Nạc Phi Phi. Bạn có đặt ở bên shop một đơn hàng đồ dùng học tập trị giá 223.000. Bạn có yêu cầu shop quay video gói hàng cho bạn. Và sau đây là những mặt hàng mà bạn đã đặt. Đầu tiên là một note bảng hiệu, một note trứng lười, một cây bút Minion cương, hai cây bút kẹo mút, một cây bút gôn, một bút thỏ cà rốt neo cây, một cây bút kem, hai bút máy ảnh, một bút Doraemon, một bút mèo trắng, một bút hươu, một bút sơn rồng, một bút máy ảnh, hai bút gấu lâu, hai bút lược, ba bút Zio, hai bút Totoro, năm bút chìa khóa, một bút kính. Với đơn hàng của bạn, shop tặng cho bạn một tẩy son. Và sau đây shop sẽ tiến hành gói hàng cho bạn. Bạn có thể sử dụng mã phần đơn này tra trên trang vietnam.bot để biết đơn hàng của mình đi đến đâu rồi. Như vậy shop đã gói hàng xong cho bạn My. Shop cảm ơn bạn đã ủng hộ shop. Shop chào các bạn.